Rồi, đây nó là bóp da điện thoại có hình của công chúa Disney. Này là hàng Nhật, Disney Character. Rồi nó dùng cho điện thoại có màn hình là 5.5 inch. Lưu ý là dùng cho màn điện thoại màn hình 5.5 inch thôi nhé. À, cái mặt này là bóc cái miếng này ra, bóc miếng keo này ra để mặt sau này nó làm dán dán vào lên lưng của điện thoại.